năm 2014 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, Đoàn Tổng Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo giáo dục thanh niên, đảm bảo tốt nhu cầu việc làm, thu nhập và đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, giúp thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Ban lãnh đạo Tổng Công ty, từ đó ra sức cống hiến trí tuệ, năng lực vào sự phát triển chung của Tổng Công ty. Việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, sáng tạo gắn với nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Những đoạn phim về tấm gương của Bác thường xuyên được chiếu trên các tuyến xe buýt mẫu, đã góp phần tuyên truyền rộng rãi tới người dân về việc học tập và làm theo Bác. Qua đó đã có nhiều phần việc công trình, sản phẩm hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến được tuyên dương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên lồng ghép qua nội dung sinh hoạt chuyên đề ở chi đoàn, các bộ báo cáo chính trị thời sự tổ chức định kỳ. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống thông qua các chuyến hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ, giáo dục lịch sử thông qua các hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Việt Nam, truyền thống ngành nghề của đơn vị thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Hành trình về với Điện Biên giúp thanh niên ôn lại ý nghĩa lịch sử 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hành trình đến với tương lai cho các em học sinh sinh viên tham quan học tập thực tế ngành cơ khí, giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, việc chăm sóc thăm hỏi phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân các dịp lễ Tết được duy trì thường xuyên. Các hoạt động mỗi đoàn viên thanh niên một ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của thanh niên. Công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên cũng được duy trì thường xuyên thông qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, bản tin pháp luật SAMCO, từng bước giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, hình thành nếp sống văn minh trong thanh niên. Công tác giáo dục đạo đức lối sống được thực hiện với việc tiếp tục triển khai cuộc vận động 4 xây 3 chống, gắn với thực hiện xây dựng phong cách cán bộ đoàn SAMCO và xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên SAMCO. Đã có sự chuyển động tích cực trong nhận thức của thanh niên. Qua đó, đã có 37 cá nhân và 10 tập thể điển hình trong việc học tập, lao động, cống hiến cho xã hội được tuyên dương. Các bạn trẻ thể hiện tính xung kích qua các phong trào ba thân thiện, ba đúng trong các đơn vị vận tải hành khách, phong trào CAT, chất lượng an toàn tiết kiệm trong khối trực tiếp sản xuất, phong trào khách hàng là bạn, bạn là khách hàng trong khối dịch vụ. Hơn nữa, hội thi kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp đã giúp thanh niên nâng cao kiến thức về giao tiếp khách hàng. Tọa đàm tri thức nền tảng của sự phát triển bền vững đã giúp thanh niên nhận thức được tầm quan trọng của tri thức đối với bản thân và đối với sự phát triển doanh nghiệp. Chương trình Thắp sáng nghề nghiệp đã giúp thanh niên công nhân học tập thực tế về phong cách làm việc chuyên nghiệp, dây chuyền sản xuất hiện đại của Isuzu, của Mercedes-Benz. Hội thi tay nghề truyền thống Tự hào công nhân SAMCO với chủ đề ngành hàng thu hút đông đảo công nhân tham gia. Bên cạnh đó, phong trào sáng tạo trẻ tiếp tục được triển khai, tuyên dương 12 cá nhân tập thể điển hình thực hiện tốt cuộc vận động Tuổi trẻ sáng tạo vì Tổng Công ty phát triển bền vững, phát động phong trào Tuổi trẻ SAMCO xung kích hành động vì khách hàng. Qua đó đã có 132 sáng kiến góp phần làm lợi hơn 500 triệu đồng, 28 công trình thanh niên có hiệu quả cao làm tăng doanh thu và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được triển khai thực hiện với nội dung đa dạng thiết thực như thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho thanh niên công nhân khó khăn, giúp thanh niên vay vốn không lãi suất, tổ chức chuyến xe mùa xuân tình nguyện đưa thanh niên công nhân về quê ăn Tết, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng, thu hút đông đảo thanh niên tham gia được xã hội đánh giá cao. Đặc biệt, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng đã mang tinh thần tình nguyện đến nước bạn Campuchia bằng việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình bạn, hay bước chân đến với nhân dân tỉnh Trà Vinh, tỉnh Bến Tre, huyện Bình Chánh bằng các hoạt động như tặng nhà tình bạn, bê tông hóa tuyến hẻm, tặng cầu giao thông nông thôn. Chương trình ấm áp nghĩa tình đã quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập từ cán bộ công nhân viên tặng cho người dân, thiếu nhi khó khăn tại Bình Phước. Chương trình hiến máu tình nguyện trái tim nhân ái với 521 cán bộ công nhân viên tham gia đã thu hút được 721 đơn vị máu. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu diễn ra tích cực, phát huy tốt các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, các công trình văn phòng xanh, xưởng an toàn xanh tiết kiệm. Thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Hướng về biển đảo quê hương, các cơ sở đoàn phát động thanh niên đóng góp cho chương trình chung sức vì chủ quyền biển Đông, vì học sinh Trường Sa thân yêu. Tặng 20 phần quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình
hành trình thanh niên công nhân hướng về biển đảo quê hương. Bên cạnh đó, thanh niên còn tích cực thực hiện chương trình tuổi trẻ xung kích vì trật tự an toàn giao thông, ký kết liên tịch với đoàn sở giao thông vận tải tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, qua đó xây dựng 4 bến xe, 20 trạm dừng nhờ chờ xe buýt văn minh sạch đẹp và 4 tuyến xe buýt an toàn văn minh kiểu mẫu. Trong năm qua, các cấp bộ đoàn đã duy trì tốt các hình thức hỗ trợ thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cán bộ trẻ SAMCO định kỳ hàng quý với các chủ đề như quản trị cuộc đời, đột phá tư duy, bản tin sinh hoạt tri thức, sinh hoạt kỹ năng đã nhận được sự quan tâm của thanh niên. Hành trang tri thức đã tặng máy vi tính cho các đơn vị khó khăn để thanh niên truy cập internet, mở rộng thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Hội thi tay nghề thi thợ giỏi, thợ đầu đàn, lớp học nâng cao tay nghề được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ trẻ tại nước ngoài được tổng công ty quan tâm. 16 cán bộ đoàn được tổng công ty cử tham gia các chuyến học tập tại Hàn Quốc, Singapore. Câu lạc bộ tiếng Anh tổng công ty sinh hoạt định kỳ hàng tháng là cơ hội để các bạn nâng cao khả năng ngoại ngữ phục vụ cho công việc. Phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên thành phố và các quận huyện đoàn tổ chức thực hiện chương trình tiếp sức người lao động, hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ miễn phí cho hàng ngàn người lao động, hỗ trợ tốt chương trình tiếp sức mùa thi tại các bến xe. Các hoạt động như ngày hội thanh niên khỏe, hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, giải bóng đá thanh niên công nhân đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của thanh niên công nhân, góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, thể hiện rõ nét vai trò của đoàn trong việc định hướng giáo dục các giá trị đạo đức thẩm mỹ lối sống cho thanh niên. Chương trình Vì Đàn Em Thân Yêu được các cấp bộ đoàn quan tâm thực hiện, nổi bật là chuyến xe hồng yêu thương ngày hội thiếu nhi SAMCO với các hoạt động như trò chơi dân gian, thi văn nghệ thời trang, vẽ tranh chủ đề biển, đảo, trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh và học bổng học sinh giỏi cho con em cán bộ công nhân viên SAMCO. Chương trình Trung thu yêu thương mang đến sân chơi vui cho thiếu nhi dân tộc Stiêng tại Sóc Bom Bò. Công tác tập hợp thanh niên với những nội dung đổi mới đa dạng, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm được quan tâm đầu tư. Chi đoàn đảm bảo chế độ thông tin những vấn đề quan trọng của tổ chức đến đoàn viên. Tổ chức tốt các lớp, lớp đoàn viên lý tự trọng, qua đó đã kết nạp được 71 thanh niên ưu tú vào đoàn. Nhiều cơ sở đoàn đã đầu tư tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới ấn tượng, tạo dấu ấn tốt cho thanh niên. Tổ chức tốt hội nghị quán triệt học tập 6 bài lý luận chính trị, hội nghị tập huấn cán bộ đoàn, tập huấn công tác kiểm tra giám sát cho đội ngũ cán bộ đoàn tổng công ty. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với công đoàn tổng công ty. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. Qua đó, đoàn tổng công ty đã trao danh sách 178 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Trong đó có 49 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng. Năm 2014 dần khép lại với những phần việc công trình hiệu quả do chính các bạn cùng thực hiện. Tiếp nối tinh thần và sức trẻ của các bạn, phong trào đoàn sẽ có thêm nhiều sáng tạo đổi mới, qua đó cùng các bạn chung tay xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2014 vừa qua.